Có phải ông sợ người ta sẽ nói ông là một nhân vật truyện tranh hết thời? Thừa nhận đi bố. Bố làm việc này bởi bố sợ chết khiếp việc bố chẳng là gì cả. Sao ta lại thành ra thế này? Ông từng là ngôi sao điện ảnh nhớ không? Lẽ ra ta nên tham gia chương trình đó. Im đi, ông biết là tôi đúng mà. Im đi. Ông là độc nhất. Ta sẽ tái xuất. Người trình, Chủ nhật ngày 23 tháng 12 lúc 9 giờ tối trên kênh Max và HBO. Kịch tính và lãng mạn cùng Max và HBO trên các hạ tầng SCTV, My TV, K cộng, FPT, Mobile TV, HTVC, Hà Nội Cáp. 9 p.m. on Max.